Việc kết hợp một số loại thực phẩm như thịt với phô mai hay trái cây với sữa chua là những cách làm thông thường và phổ biến. Một số chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra một số cách kết hợp thực phẩm nhất định có thể gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và ức chế cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu. Sau đây là 10 cách kết hợp thực phẩm cần tránh trong chế độ ăn uống của bạn. Thứ nhất, kết hợp tinh bột và protein động vật. Khi bạn ăn kết hợp carbohydrate hoặc tinh bột với protein, chẳng hạn như thịt với khoai tây hoặc bánh mì, chúng sẽ phản tác dụng lẫn nhau. Protein sẽ làm hỏng thịt và carbohydrate lên men dẫn đến đầy hơi, chướng bụng. Những người đã ăn sự kết hợp này trong nhiều năm có thể sẽ không bị đầy bụng, nhưng tốt hơn là nên kết hợp bổ sung với các loại đậu và gạo. Đây là một sự kết hợp tốt. Thứ hai, kết hợp hai loại thực phẩm giàu protein. Ăn hải sản với thịt đỏ hay thịt sông khói và trứng là những sự kết hợp phổ biến có chứa hai nguồn protein cao. Những món ăn giàu protein này cũng được chế biến theo những phương pháp không tốt cho sức khỏe. Chúng gây đầy bụng và mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Để tránh điều này, hãy ăn các món này riêng lẻ và ăn các thực phẩm ít protein trước và ăn thịt sau. Ngoài ra, tránh thực phẩm chế biến và chiên rán càng nhiều càng tốt. Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chiên rán có liên quan trực tiếp đến bệnh động mạch vành. Thứ ba, kết hợp thực phẩm với nước hoặc nước trái cây. Uống nước lọc hoặc nước trái cây trong bữa ăn là một trong cách kết hợp thực phẩm không tốt như mọi người nghĩ. Nước làm loãng axit trong dạ dày của bạn và làm giảm hiệu quả trong việc phá vỡ protein, carbohydrate và chất béo. Vì vậy, hãy uống nước 10 phút trước bữa ăn vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn. Điều này sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều hoặc làm loãng các enzyme trong dạ dày. Thứ tư, ăn trái cây trong bữa ăn. Đây là một sự kết hợp tồi tệ vì trái cây khi ăn trong bữa ăn chính sẽ lưu lại trong hệ tiêu hóa và đường trong trái cây sẽ bắt đầu lên men gây khó tiêu. Thứ năm, kết hợp sữa chua và trái cây. Sữa chua chứa nhiều vi khuẩn sẽ tác động lên đường có trong trái cây. Điều này dẫn đến sản sinh độc tố hoặc dị ứng. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách sử dụng sữa chua không hương vị ở nhiệt độ phòng và trộn với mật ong, quế hoặc nho khô thay vì trái cây tươi. Thứ sáu, kết hợp ngũ cốc với sữa và nước cam. Sữa chứa casein và nước cam chứa axit. Kết hợp ngũ cốc với sữa và nước cam sẽ làm đông sữa và cũng phá hủy enzyme có trong ngũ cốc giàu tinh bột. Để tránh điều này, hãy uống nước trái cây ít nhất 1 giờ trước hoặc sau khi ăn ngũ cốc. Thứ bảy, kết hợp chuối và sữa. Đây là một sự kết hợp thực phẩm nguy hiểm vì nó sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Hãy cố gắng tránh sự kết hợp này và nếu đây là sở thích của bạn, hãy thêm một chút nhục đậu khấu hoặc quế để kích thích hệ tiêu hóa. Thứ tám, kết hợp đậu và phô mai. Đây là một sự kết hợp rất phổ biến trong ẩm thực Mexico với phô mai, đậu, nước sốt nóng và sốt quả bơ. Tuy nhiên, sự kết hợp này sẽ gây đầy hơi và các vấn đề liên quan đến tiêu hóa khác. Tuy nhiên, chỉ riêng đậu sẽ không khiến bạn bị đầy hơi. Vì vậy, hãy cố gắng tách phô mai ra khỏi đậu nếu bạn có hệ tiêu hóa yếu. Thứ 9. Kết hợp cà chua và mì ống. Không có món mì ống nào hoàn chỉnh nếu không có cà chua, sốt phô mai hoặc thịt. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều tàn phá hệ tiêu hóa của bạn. Cà chua có axit làm suy yếu enzyme trong mì ống giàu tinh bột, làm đông sữa trong phô mai. Thịt và cắp cũng là một sự kết hợp tồi tệ khác khiến món ăn này rất khó tiêu hóa. Thứ 10. Kết hợp phô mai và thịt. Thịt và phô mai đều có hàm lượng protein rất cao. Thịt và sữa kết hợp với nhau rất khó tiêu hóa. Vì vậy, thay vào đó, hãy ăn rau sắt nhỏ trong nước sốt, tránh phô mai trong thịt viên và cắt giảm thịt trong món trứng tráng.